mở cửa ra cho bé nó vô chơi đi. Ờ, cho nó vô luôn. Đó, mở cửa cho nó đó. Đi vô. Dám đi vô không? Đi vô luôn. Đi vô luôn, thế giới luôn, thế giới loài chó luôn. Ê, nó nè ra. Đó. Vô không? Thích không? Con thích không? Con thích không? Con mấy tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? 8 tuổi hả? Ôm con đi, con thích con nào nhất? Ôm nó đi. Ôm lên, ẵm lên. Ôm đại đi, tắm sạch lắm rồi. Rất là thích luôn nha. Vô chơi. Hồi nãy giờ con uống trà sữa chưa? Uống nước chưa? Vậy hả? Thôi thì cứ vô chơi thoải mái không sao. Dạ. Lấy chai nước suối, lấy chai nước cho bé đi. À, thôi tặng trà sữa đi. Nhà con gần đây không? Dạ gần. Dạ hả? Bữa nào rảnh qua chơi. À. Uống trà sữa đi, chơi tiếp. Trang lấy trà sữa cho mấy bé uống đi. Hello mọi người nha. Mấy bé ở gần nhà qua chơi nè. Bạn nào ở quận Bình Tân gần thì qua ủng hộ nha.